Hello các bạn, mình còn hai bộ này nha. Bộ này là mẫu, bộ này đã đấu nối thành công hết rồi các bạn. Hồi tối hôm qua may mắn nha, mình tra được trên cái trang web chính chủ tiếng Trung á, thì đấu ra được. Đấu xong thì mình thấy nó dễ các bạn, còn chưa biết đấu thì mình thấy nó khó nha. Đấu xong thấy nó dễ. Và bộ này cấp điện vào nó không báo lỗi nha. Hiện tại chỉ chờ cấp xung là chạy thôi. Bộ này xung các bạn. Đây, cấp điện 220 nha. Bộ này chỉ chờ cấp xung là chạy nha. À, ok nha, không báo lỗi. Hiện tại chỉ chờ cấp xung là chạy. Cái này chạy job ok các bạn. Hiện tại chạy job ok. Thì bộ này thì mình để làm mẫu nha. Còn hai bộ nguyên zin đằng kia kìa, thì mình sẽ tiến hành ráp bộ phát xung và giao cho khách xong sớm nhất nha. Cảm ơn anh khách kiên nhẫn. Ok, đã xong. Ở đây thì mình còn hai bộ nữa. Thì hai bộ này á, thì mình báo giá luôn nha các bạn. Ở đây hai bộ thì một bộ mình sẽ giao cho khách nha. Thì mình dựa theo cái màu dây đằng kia mình đấu và mình sẽ giao cho khách bộ nguyên zin hoặc là bộ kia cũng được các bạn. Hàng bao xài, bao có bảo hành. Thì hai bộ này luôn chân đủ chân nha. Đầu ra thì nó ra một cái giảm tốc, một cái pulley. Con này đặc biệt là có luôn cái bát, bát zin của nó các bạn. Rất là ok. Đây. Sạc vô 750W nha. Qua hộp số tỷ lệ 1:10. Hàng tháo máy khẩu trang và chạy driver hãng nha. Một bộ test đầy đủ hết, đưa ra hai dây pudia, tức là chạy xung á, xung chiều á, nói xung chiều cho nó dễ, thì là 2,2 triệu bao ship. Còn mà luôn cái bo cấp xung phát xung điều khiển về ra hết cho các bạn, đúng chỉnh tốc độ cộng đảo chiều cộng on off nha, thì là 2,4 triệu bao ship nha. Sạc vô 220. Con này thì các bạn cũng có thể chế kéo phát điện tuần hoàn các kiểu nha. Tại vì sạc vô chạy qua encoder cho nên con này lực tải rất là lớn nha. Tải rất là lớn và nó giữ tải. Qua hộp số 1:10. Khách có thể kéo những cái cục phát điện nha. Ok, còn hai bộ mình báo các bạn vậy nha. Hồi tối hôm qua đấu được thì rất là vui nha các bạn. Thì qua kinh nghiệm này thì mình cũng sẽ tiến hành tiếp tục thêm một số bộ hiện tại mình đang có đó. Cái việc mà bị cắt dây thì là rất là vất vả các bạn. Ở đây mình còn thêm mấy loại, 3 loại. Thì mình cũng sẽ tiến hành, hoặc là khách nào có nhu cầu á, báo mình làm luôn nha. Ở đây thì một sạc vô 100W nha, Mitsubishi, hàng nguyên zin nguyên kiện. 100W nha, chạy điện 100V. 110 cũng được các bạn. Con này cộng với cái motor zin đi theo luôn nha. Đâu ta? Cộng với motor zin đi kèm luôn, đủ jack cáp. Thì cơ bộ một bộ sạc vô Mitsubishi 100W này mình bán các bạn 1,2 triệu nha, 1,2 triệu. Còn ohm rong á, ohm rong 100W cũng là 1,2 triệu, nhưng mà ohm rong nó chạy 220, 240 các bạn. 220, 240 nha. Đây, ohm rong thì thằng này với thằng này. Ohm rong. Đó. Còn mình có thêm hai bộ Innova. Ủa, bộ này bộ gì ta? Bộ này sạc vô Park 3 pha 100W, sao bự ta? Trời bá lửa. Đây, mình có thêm hai bộ Ủa, không phải các bạn ơi. Đâu ta? Đây nè. Hai bộ này là đủ jack cáp nha. Đủ jack cáp, đủ motor zin. Đó, điện 220, 400W, chạy xung nha. Đây, motor của nó đây, 400W nha. Bộ này mình bán các bạn 1,6 triệu nha. 1,6 triệu. Mình đưa ra dây xung và chiều, khách về cấp xung là chạy nha. Có thể ứng dụng như là hàng xeo pin, máy CNC mini, in 3D, laser các kiểu nha. Thì sắp tới mình cũng sẽ làm thêm cái mảng này các bạn. Làm thêm cái mảng này thêm để cho có thêm khách thêm có nhiều lựa chọn. Cái này cái bộ jack cáp của các hình như thằng này nè các bạn. Thì mình mua là đủ jack cáp. Ok, như vậy thì chiều tối nay thì mình sẽ cấp xung chạy nha. Bởi tại buổi trưa mình có việc mình đi ra ngoài. Cảm ơn khách đã rất là nhẫn nại nha. Mình cũng đặt một bộ xung khác về ráp để giao anh sớm, nhưng mà
ngày hôm qua họ giao cuối cùng là cái bộ chạy mạng nha, mình không có xài được, cho nên cuối cùng là phải cố gắng hoàn thiện xong cái phần encoder. Cho nên những cái bộ này mà encoder bị cắt các bạn rất là vất vả nha. Nếu mà không tra được datasheet thì coi như là tiêu luôn á, coi như là bỏ luôn á, không có xài được. Tại vì mình đấu nó không có, không biết đấu như thế nào, màu dây nó không có trùng các bạn. Ok, khách nào cần thì liên hệ shop.